trong loạt phim về giới thượng lưu penthouse gây bão khắp châu Á. Yoon Yoo-hun vào vai bác sĩ Ha Yun-cheon. Anh ta là con một gia đình trồng nho với hoàn cảnh không mấy khấm khá. Thông minh, học giỏi lại sở hữu vẻ ngoài bảnh bao, Yoon-cheon vẫn không thể thực hiện ước mơ do rào cản về tài chính. Luôn mang tham vọng danh tiếng, địa vị và tiền bạc, anh sẵn sàng từ bỏ cô bạn gái xinh đẹp Oh Yun-hee, Eun-geun-hee, để kết hôn với con gái lớn của chủ tịch trường nghệ thuật Cheon-a, Cheon Seo-jin, Kim Soo-yeon. Một cuộc hôn nhân không tình yêu sẽ chẳng thể hạnh phúc. Suốt bao năm, bác sĩ Ha không ngừng nhung nhớ mối tình đầu, khiến Seo-jin không khỏi bực tức. Cũng chính bởi sự nguội lạnh của cuộc sống hôn nhân, Seo-jin đã tìm đến chủ tịch Du để thỏa mãn những cảm giác mình chưa từng được trải. Biết được sự thật, bác sĩ Ha chỉ biết giữ im lặng, bất lực nuốt cục tức vào trong. Tệ hơn, anh ta còn tự ti về bản thân, về gia đình và xuất xứ của mình. Đường đường là một bác sĩ tài giỏi nổi tiếng, Yoon Cheon vẫn chấp nhận để bố vợ, đồng nghiệp sỉ nhục, hạ thấp gia đình và thân phận. Sang đến mùa 2, Ha Yoon Cheon từ Mỹ trở về Hàn Quốc lên kế hoạch trả thù. Đây là một trong những vai diễn ấn tượng của bộ phim, đưa tên tuổi của Yoon Yoo-hun đến gần hơn với khán giả. Từng ở nhà ổ chuột, chạy vặt khắp các đoàn phim. Khi Penthouse mới ra mắt, nhiều khán giả thấy Yoon Yoo-hun khá lạ mặt, lại trẻ măng, tưởng đâu anh là tân binh của truyền hình Hàn Quốc. Thực tế, nam diễn viên 37 tuổi vào nghề từ năm 2009, từng góp mặt trong khá nhiều phim nhưng chỉ đóng vai phụ, ít đất diễn, chưa có cơ hội gây chú ý. Yoon Yoo-hun sinh ra ở thành phố Daejeon, thuộc gia đình trung lưu không liên quan tới nghệ thuật. Tốt nghiệp trung học, anh thi vào chuyên ngành ngoại ngữ của Đại học Daejeon. Cuộc sống đáng ra cứ nối tiếp bình lặng như vậy nếu Yoon Yoo-hun không trót yêu thích nghề diễn. Dù mọi người xung quanh đều phản đối vì cho rằng anh không có năng khiếu, Yoon-hun quyết định bảo lưu việc học năm 19 tuổi, vay mượn bạn bè 700.000 won, khoảng 14,5 triệu đồng để lên Seoul lập nghiệp. Không nghề nghiệp, không tiền bạc, không quan hệ, Yoon Yoo-hun vô cùng chật vật để nuôi sống bản thân và tìm kiếm cơ hội đóng phim. Ban ngày anh miệt mài đi casting, tới tối anh làm thuê đến 3-4 giờ sáng, thuê phòng trọ giá rẻ dưới tầng hầm trong khu ổ chuột suốt thời gian dài. Anh từng bị bạn bè trêu chọc là sát thủ diệt dáng. Một lần phỏng vấn được hỏi biết ơn ai nhất trên chặng đường làm diễn viên, Yoon Yoo-hun không ngần ngại đáp đó là bà chủ nhà trọ. Bởi vì ngày xưa anh khó khăn, thường xuyên thiếu tiền nhà, nhưng bà chủ nhà cư xử rất tử tế và đánh giá cao tinh thần kiên trì của anh. Thời mới đi diễn, Yoon Yoo-hun nhận nhiều việc chạy vặt trên phim trường, chấp nhận diễn quần chúng làm nền, người đóng thế, miễn sao có dịp cọ sát với ngành phim. Cũng nhờ những ngày như vậy, Yoon Yoo-hun được các đạo diễn dần để mắt và trao cơ hội. Trước Penthouse, anh từng góp mặt trong Reply 1994, Her Lovely Hell, The Last Express. Những ai theo dõi phim Hàn hẳn sẽ biết, Yoon Yoo-hun từng có rất nhiều lần đóng vai bác sĩ trên màn ảnh. Có thể vì thế mà nam diễn viên không gặp khó khăn khi vào vai bác sĩ Ha Yun-chun trong Penthouse. Khi được người hâm mộ đặt cho biệt danh trùm bác sĩ, nam diễn viên bày tỏ lòng biết ơn nhưng cũng chia sẻ thật. Trớ trêu thay, dù nhiều lần đóng vai bác sĩ nhưng tôi chưa bao giờ được đóng một phim y khoa thực sự nào. Đổi đời với Penthouse nhờ vé vớt. Trong Penthouse, Yoon Jong-hun chỉ thuộc tuyến nam chính thứ hai. Bộ phim này lại tập trung chủ yếu vào dàn nhân vật nữ, do đó thời lượng xuất hiện của anh khiêm tốn so với nhiều bạn diễn. Xét về khả năng diễn xuất, Yoon Jong-hun còn vài hạn chế. Gương mặt quá trẻ, quá baby khiến anh không thuyết phục khi vào vai người đàn ông tuổi ngoài 40 có con gái 17 tuổi. Đóng vợ chồng nhưng anh và Kim Soo-yeon giống hai chị em hơn. Còn anh và Cho Ji-bin, vai con gái của anh trong phim, lại giống hai anh em hay một cặp tình nhân. Tuy nhiên, nhờ vẻ điển trai, Yoon Jong-hun giành được thiện cảm từ nhiều fan nữ. Sang đến mùa thứ hai của Penthouse, anh càng được khen nam tính và quyến rũ. Hơn 10 năm chật vật làm nghề, anh bất ngờ trở nên nổi tiếng, thắng giải nam diễn viên xuất sắc tại giải thưởng SBS 2020 nhờ bộ phim này. Dự án này giúp tôi trưởng thành theo rất nhiều cách, chắc tôi sẽ mất nhiều thời gian mới quen được Penthouse. Mong khán giả tiếp tục ủng hộ mùa 2 và 3 của phim. Yoon Jong-hun tri ân phim Penthouse trong một buổi phỏng vấn. Ở phần đầu, nhân vật Ha Yun-chun bị chê nhu nhược, gắn mác kẻ ăn bám vợ. Sang phần 2 đang chiếu, nhân vật này được khắc hóa, mang thù hận, thủ đoạn. Sự biến đổi về tâm lý của nhân vật đã tạo cho Yoon Jong-hun chứng minh khả năng diễn xuất. Lúc mới nhận vai Ha Yun-chun trong Penthouse, Yoon Jong-hun cảm thấy áp lực đè nặng bởi đóng vai người đàn ông có vợ con trong khi ngoài đời còn độc thân là chuyện không đơn giản. Để giải quyết vấn đề, anh đã nhờ bạn diễn Bong Tae-gu thủ vai Lee Kyu-jin tư vấn. Điều này phần nào giúp anh hoàn thành tốt hơn vai diễn Ha Yun-chun trên màn ảnh. Xuất hiện bên cạnh nhiều diễn viên có thực lực cả tiếng lẫn miếng như Lee Ji-a, Kim Soo-yeon, Eun-gi, Eun Ki-yoon hay Shin-eun Ki-yoon, nhưng diễn xuất của nam diễn viên họ Jun vẫn không hề kém cạnh chút nào. Anh đưa khán giả đi từ cảm xúc ghét bình thường ở mùa 1 tới mê như điếu đổ ở 4 tập đầu của mùa 2 và ghét cay ghét đắng vì tính tình tra nam trong những tập cuối mùa 2.
Đáng chú ý, vai diễn nặng ký bác sĩ Ha Jun Jun trong Penthouse thực ra không dành cho Jun Yong Hun từ đầu. Theo Inside Korea, người được chọn trước đó là diễn viên gạo cội Oh Man Suk, người ghi dấu ấn với vai phản diện trong phim Hạ cánh nơi anh. Tài tử 46 tuổi thậm chí đã nhận kịch bản nhưng lại đột ngột rút lui trước ngày gặp gỡ và đọc kịch bản cùng dàn cast. Nhờ đó mà Jun Yong Hun mới được trao cho một cơ hội đổi đời. Nhiều người cho rằng chiếc vé vớt của Penthouse đã cứu nghiệp diễn của Jun Yong Hun. Trên phim hay xé nhau ra là thế, nhưng mối quan hệ ngoài đời của anh và Kim So-yeon, người thủ vai Chi-eun Seo-jin, vợ nhân vật Ha Jun-cheon lại vô cùng thân thiết và tốt đẹp. Trong một buổi phỏng vấn, nữ diễn viên Kim So-yeon hết lời khen tính cách người chồng màn ảnh. Cô nói anh có thể nhớ tên hết tất cả nhân viên trong đoàn phim lên đến 100 người. Trong suốt thời gian hơn một năm quay phim, chưa bao giờ nam diễn viên quên chào hỏi mọi người trong đoàn. Bên cạnh đó, ác nữ Penthouse chia sẻ thêm, Jun Yong-hun là bạn diễn ăn ý, người cô có thể dựa vào để được hỗ trợ về tâm lý nhân vật trong suốt thời gian quay phim. Vào nghề năm 22 tuổi nhưng phải đến gần 15 năm sau mới được biết tới, Jun Yong-hun là một minh chứng nữa cho việc có công mài sắc có ngày nên kim ở làng giải trí xứ sở Kim Chi. Hy vọng rằng sự thành công của vai Ha Jun-cheon mà chặng đường làm nghệ thuật sau này của Jun Yong-hun sẽ trở nên tươi sáng và ngày càng thành công hơn.